Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hôm nay Lượng đưa em Sơ và toàn thể quý vị và các bạn đi khám phá chợ phiên ở trên huyện Simacai, tỉnh Lào Cai này nhé các bạn nhé. Hôm nay mình đưa các bạn đi khám phá chợ phiên Xính Chén được họp vào sáng thứ tư hàng tuần các bạn ạ. Giờ thì mình mời các bạn đồng hành cùng mình nhé các bạn nhé. Các bạn đồng hành cùng hai mình nhé. Các bạn ơi, chợ phiên ở trên này thì đa số là cộng đồng người Mông này, người Thu Lao, người Phù Lá, người Nùng, họ trao đổi buôn bán hàng hóa khá là tấp nập nha các bạn nhé. Ngày hôm nay thì trời nắng khá to các bạn ạ. Này hôm nay nắng sớm các bạn ạ. Chợ này rất là đông các bạn ạ. Sơ thì thường có hay đi chợ Xính Chén này không? Không, đây là lần đầu tiên em đi luôn đấy. Lần đầu tiên thôi à? Thế là em chỉ đi hội gầu tàu ở trên này thôi đúng không? Đúng, em chỉ đi hội thôi. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá ở trong này nhá. Các bạn ạ, đây là cổng đi vào trung tâm chợ chính này. Nhưng mà bên ngoài này rất là nhiều điều thú vị. Bây giờ anh em mình đi sang bên này khám phá trước. Ở bên ngoài kia thì có khu vực họ bán động vật rất là thú vị. Đây có bà cô bán cái gì đây Sơ nhỉ? Đây cái này này. Đây là gậy sinh tiền. Dùng để làm gì đấy? Dùng để múa. Thế à, em có biết múa không? Có. Này là kiểu là mình múa kiểu nào mình quay à? Đúng rồi, quay. Nó có nhiều bài ấy, cái đấy tùy xem là mình thuộc cái bài nào thôi. Thế là những cái hội họ hay múa cái này ấy nhỉ? Đúng rồi, họ hay nhảy trên hội, múa trên hội á. Các bạn ơi, mình thấy đây thì có hai bà cô bán thuốc ấy. Rất là nhiều thuốc. Em hỏi chút, đây là những cái chai thuốc này, ở cái cây đấy dùng để chữa bệnh gì đấy? Trên cho nó giờ ấy hả, đi mua cho dầu tiền tao này, chú tháng chú này, cho chị cho khẩu đuột này. Đấy là như kiểu là con gái mà kiểu là không có kinh ấy thì uống cái này vào là sẽ có kinh. Đun nước uống là được luôn. Đúng rồi, với lại nhiều công dụng lắm. Rồi ok, thế mấy cây to to bên này cũng thế à? Trên này của tôi ít dạng đấy à? Ít dạng mà như nhau. Như nhau ở cái gốc cái này còn cái này là chai gì đấy? Cái này đau lưng này. Đau lưng này, xương bao này. Chưa. Cái này tẩu đường này. Chưa đau lưng. Thế còn cái cây, em hỏi cái cây bà đang cầm trên tay là cái thuốc hay là thuốc gì đấy? Cái này xuyên khung ạ. Xuyên khung à? À, dùng để chữa bệnh gì ạ? Cái này chữa bệnh gầy này, trẻ con no, trẻ đuối thì có, nhuần đuối thì có. Trẻ con kiểu nôn các thứ thì là uống cái này vào là nó sẽ khỏi em ạ. Tức là chữa dạ dày và trẻ con hay nôn mửa thì dùng cái này là nó sẽ khỏi các bạn ạ. Cây bảy lá một hoa các bạn, hay còn gọi là cây thất diệp nhất chi hoa ấy. Cây này nó nói chung là một thời điểm bên Trung Quốc họ thu mua rất là nhiều, bây giờ nó hiếm lắm các bạn. Cái này hoa của nó đấy các bạn, mỗi năm nó chỉ nở hoa một lần duy nhất thôi nha các bạn nhé. Cái này cái này thì phải tầm một tháng nữa thì nó bắt đầu bung hoa cho các bạn ạ. Cái này dùng để chữa u biếu mụn nhọt thì các bạn, nó chữa dạ dày rất là tốt nhá. Wow, mấy cái này là cái gì đây hả em? Cái này không có biết cái. Em chỉ biết nói tiếng Mông thôi. Cái này biết tiếng Mông thôi à? Không biết tiếng Kinh gọi là gì? Cái này gọi như kiểu cái bưởi đúng không? Cái đèn ruộng đúng không? Đúng rồi. Em biết sử dụng cái này không? Có. Cái này dùng để châu kéo đúng không? Đúng rồi, châu kéo. Châu kiểu là hồi bé em kiểu là đi cày bừa các thứ ấy, xong rồi kiểu là chân dẫm qua này đó, bị treo con châu này, châu kéo bị con châu kéo đi. Ok em. Hiện tại thì em Sơ đang ở khu vực là bán chó và lợn nha mọi người. Mọi người cùng theo chân của em Sơ đi xem nhá. Khu vực này thì họ có rất là nhiều chó luôn đó, chó con và lợn đen nhiều lắm ấy. Ở bên này có mấy chú chó cũng tương đối là đẹp, mình thử sang bên này quay hỏi giá cho bạn còn tham khảo nhá. Xem nha, chào chú nhá. Đây có hai con này. Hai con chó đen. Hai con chó đen. Chó này mình bán bao tiền đây ạ? 300.000 một con đây ạ. 300.000 một con à? Chó rẻ. Thế con trắng này của ai đây, của anh bên này à? Bán bao tiền đây anh? 500 à, đẹp nhỉ. Trong này là con chó hay là cái gì đấy? Ếch. Ếch á? Ếch thì sòi, ếch đồng. Sòi được. Nhiều nhỉ. Được cân đâu ạ? Bán mình bán thế nào ạ? Cái một cân 150.000. Còn ếch đồng này các bạn họ bắt ở ngoài ruộng. Thế tối qua đi soi à? Đấy, đèn soi bắt về to thật. Ếch này ăn mới là ngon này. Mang về chiên giòn hoặc là treo góc bếp, gia vị treo góc bếp ngon lắm các bạn. Rồi, cháu cảm ơn nhá. Bán lợn này các bạn ơi. Bán lợn nha. Em ơi, xem sang bên này hỏi thử xem họ bán bao tiền một con. Ok. Mình chấp bốn đấy, mình mua ít tù bột chân ý, cả chá.
À, biết lá nồng cây ly. À, một con 1,5 triệu nha mọi người. À, một con là 1,5 triệu các bạn ạ. À. Em thích hai cái con mà đang nằm ngủ đấy, muốn bé. Nhiều lợn thật đấy các bạn ạ. Em thử hỏi cô này xem bán bao tiền con này đấy. À, mấy tuần qua nó mua bút giá ní. 1,2 triệu. Con này rẻ hơn các bạn. Rẻ hơn. Con này có 1,2 triệu thôi. Tiếp tục xuống bên dưới này, nếu bạn đi khám phá nhé. Wow, cái này là cái dùng để đựng thức ăn cho lợn này. Cho lợn ăn. Máng lợn làm từ lốp ô tô ấy các bạn. Wow, mũ đâu mà không đội là đội cái bao tải lên đầu thế này. Đang đếm tiền bán lợn. Đếm tiền bán lợn. Rất là nhiều luôn, hôm nay mình có thấy phải vài trăm con lợn luôn các bạn. Rất là nhiều lợn cho các bạn nhé. Chợ này rất là nhiều lợn. Ở trên vùng cao thì họ chỉ nuôi lợn đen thôi các bạn. Trời cho ơi. Nên là tiền chợ thì họ bán nhiều lợn đen lắm. Trời wow. Ơi. Buộc dây hả? Buộc dây luôn. Còn mấy chú lợn đen này đẹp thật. Béo nhỉ? Em bao tiền con cô? À, bên này là bán 1,3 triệu. 1,3 triệu nha mọi người, đây bán 1,3 triệu nha. À, bây giờ thì mình mua một khúc bổ máu nhá. À, đây thì thường hay còn gọi là cây huyết đằng đấy, đây là máu này. Cái này máu mình chặt 2-3 hôm thì máu nó sẽ khô lại một chút này. Trời ơi. Nhưng mà cái này để được lâu lắm máu này, như máu người luôn các bạn. Như máu người. Đỏ lắm. Nhựa nó rất là dính nhá các bạn nhá. Cái này các bạn mang về lấy khúc tươi về ngâm rượu cũng được, ngâm rượu nó thơm và nó đỏ lắm. Em cầm lên xem nào. Đấy. Một khúc này mình mua. Em thử ngửi xem nó có vị gì. À, hơi thơm thơm đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi, hơi thơm mà. Thơm. Mình có người mua, nhờ mình mua khúc cây bổ máu thì mình đi chợ mình tranh thủ mình thấy mình mua luôn. Ok. Sau tôi bóng bọc cái hai cái đầu nó vào. Để cầm đi nó đỡ bẩn hơn người đấy. Buộc đấy. Buộc vào xong là cháu trả tiền cho cháu gửi ở đây tí cháu quay lại lấy nhá. À, các bạn ơi, mình tiếp tục di chuyển vào trong này thì thấy họ cũng là bán thuốc này các bạn. Những cái chai thuốc xoa bóp xương khớp rất là nhiều nhá. Và tiếp tục là thấy có mấy cái đây. Mấy cái gọi là nhân sâm nha các bạn nhá. Hình người nha, dùng để chữa rất là nhiều bệnh này. Tim mạch này, huyết áp cao này, chữa vô sinh à. Đúng qua đây cô giới thiệu thế. Ừ. Còn đây là những chiếc bùa. Bùa nha. Bùa dùng để trừ tà. Đó, hoặc là bùa yêu. Cái này bùa trừ tà hay bùa yêu đây hả em Sơn? Đây là bùa trừ tà nha, không có phải bùa yêu. Thế thường thường em có hay đeo không? Có em có sợ ma không? Có chứ, hồi bé em đeo suốt. Đeo cổ ấy, thế là đi lên rừng là không sợ. Ma quỷ bám theo. Đúng rồi. À, ok, thế là hay đấy. Nhưng mà như này cô phải cho phép vào đây hay có trong này có cái gì đấy? Trong này có gì đấy? Hú nó mua đất xin à. À, cái này là xương con hổ các bạn ạ. À, thế là phải cho cái xương hổ này vào thì mới đuổi được ma quỷ này. Nó là chúa Sơn Lâm mà. Cái này thì nhà mình có cả bàn chân không cô? Hả? Nhà có cả bàn chân hổ không? Nhưng mà có mà. Có cả chân hổ à? Có cả chân mà bán hết rồi. Bán hết rồi còn mua cái này thôi gì? À, cháu hiện tại hỏi con có mấy. Các bạn ạ, đây là cái xương hổ này các bạn. Để mình ngửi thử xem nhé. Cái này là tí cái đoạn khớp gối thì họ chặt để làm bùa hết rồi con tí. Nó mùi nó rất là khó chịu luôn, nó mùi ghê lắm. Cái này mà các bạn lấy khúc này, nếu mà bạn nào sợ chó lấy khúc này buộc dây vào đi vào nhà người ta là không sợ chó đuổi, chó sợ chạy, chó sợ chạy cong đuôi chạy luôn các bạn. Còn đây, cái này là cái hai cái quả này gọi là nhân sâm luôn, một đực một cái nhá. Bên tay trái, bên tay phải mình đây là cái này. Đó, bên này đực này. Có cả những cái bộ phận đầu đuôi sinh dục tất cả đầy đủ luôn các bạn ạ. Rất là thú vị nhá, trên chợ phiên vùng cao rất là thú vị luôn các bạn ạ. Cô có tất cả loại thuốc nhỉ? Thuốc này thuốc chứa dạ dày này các bạn. Đó. Chứa ngứa các thứ này. Dạ dày tròn như này. À. Bên này là huyết áp cao này. À, chứa huyết áp cao. Bên này là thuốc ho này. À, có thuốc chứa bệnh trí không? Có bệnh trí ở đây này. Đâu? À, đây à, chứa bệnh trí nội trí ngoại này các bạn. À, cái này thì gói như này thì đun nước uống à? Cái này là đun nước uống thì lấy một tí tắm rửa. Dạ? Lấy một tí tắm rửa. À, và đun nước uống. Nước uống xong lấy một tí nước để rửa qua cái khu vực bị bệnh ấy các bạn. À, mình nói thế cho nó ấy, vì cho đây nó khá là nhạy cảm. À, các bạn lấy đun. Cái này là đun được mấy ấm ạ? Đun mấy lần à cái này? Thế nào, anh là cái cho nó một thời gian nó. Cái này cho nó cái quất đó nó à, cái này gói bé.
cái gói to. Ở gói to này thì, gói to này đun được mấy lần nữa? Chia làm 3 lần. Nếu uống 3 lần này là khỏi không ạ? 3 lần thì lâu lâu là thì đảm bảo là 5 6 tháng đấy, phải đảm bảo khỏi mà. Uống này là khỏi mà không có tác dụng phụ các bạn ạ. Cái thuốc chí này là có người nhờ mình mua đấy. Thuốc của cô rất là hiệu quả. Trước mình có mua cho vài người rồi, rất là tốt nhá. Cô ơi, bán cho một ít nhá, 4 gói. Em lấy cho anh 4 gói nhá. Cho một túi bóng to đi. Mua. Thì mình về mình gói gửi luôn vào trong Sài Gòn các bạn ạ. Mình trước có rất là nhiều người mua. Nhờ mình mua của bà cô này rất là tốt nha các bạn nhá. Cái này trong trong khoác. Trên tay mình đây là quả dứa rừng nha mọi người, dùng để chữa bệnh sỏi thận đấy. Cái giống này rất là tốt, mang phải đun nước uống các bạn. Đúng ạ. Rồi. Nó mọc và hoang trên rừng già đấy, giống này nó có gai các bạn ạ. Các bạn phải phơi khô ra đun nước uống, nhưng mà hiệu quả các bạn nhé. Còn đây là lan kim tuyến nha mọi người. Lan kim tuyến mọc trên rừng các bạn. Giống này rất là hiếm. Hiếm lắm. Không. Okay. Đây là lan kim tuyến nha mọi người, dùng để chữa bệnh tim này, phổi, não nha. Mà phải đun nước uống nha các bạn nhé, hoặc là ngâm rượu của các bạn nào mà, và nó ngăn ngừa phòng chống ung thư luôn các bạn. Các bạn nào mà hay uống rượu lấy cái này về ngâm nó rất là tốt nha các bạn nhé. Cái này thì ngày trước ở Trung Quốc họ thu mua nhiều lắm, hiện tại thì cũng rất là hiếm các bạn ạ. Lâu lâu mới có vài cành ở trên rừng thôi. Cái giống là lan kim tuyến này, cái giống này mới là giá trị này, còn cái lá, có loại lá xanh ấy là không có giá trị nhá. Giống này chữa bệnh hiệu quả lắm. Đỏ. Ngăn ngừa phòng chống ung thư phổi này các bạn, rất là tốt. Các bạn ơi, ở gian hàng này cũng có rất là nhiều loại thuốc này các bạn, toàn là loại thuốc quý thôi. Trên tay em sơ thì là nấm sừng hiêu nha mọi người, mọc trên núi đá. Cái này có thể mang về đun nước uống nha mọi người, hoặc là ngâm rượu. Nấm sừng hiêu này thì dùng để chữa bệnh tê bì chân tay nha mọi người, như kiểu là chân tay bị kiếm bò bò ấy. Đó. Này rất là tốt nha các bạn nhé. Này mang về các bạn đun nước uống thì cắt từ đoạn nhỏ ra đun nước uống. Đó. Hoặc là các bạn ngâm rượu, cái này cho rửa sạch cho bình thủy tinh ngâm nó lên màu đẹp lắm. Đó, dùng để tê bì chân tay chữa xương khớp rất là tốt các bạn. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở chợ Châu nha mọi người. Mọi người cùng theo chân em Sơ và anh Lượng đi xem giá Châu hiện tại như nào nhá. Châu hiện tại thì họ bán cũng rất là nhiều. Mình thử đi hỏi giá vài con châu ở đây xem họ bán thế nào cho các bạn nhé. Wow, đây có con châu cái rất là lớn. Nhà Sơ có nuôi châu không? Nhà em có. Nuôi mấy con vậy? 2 con và 1 con bò. À thế à. Em chào anh nhá. Anh ơi cho em hỏi con châu này mình bán bao tiền nhỉ anh? Con này này. À không phải của mình à? À không phải chủ châu đây. À đi xem đây à, mình xem để mua à? À. Thế là chắc là chủ trâu ở khu vực kia kìa, tập trung hết bên kia mình ra kia hỏi thử. Wow, con trâu này rất là lớn. Con trâu này mình bán bao tiền các anh? Bao nhiêu ạ? 38 triệu à? 38 triệu cả đôi hay là nguyên con mẹ? À, 38 triệu cả đôi con này, cả đôi trâu này. À, cũng rẻ thôi nhỉ. Rất cảm ơn nhá. Ôi các bạn ơi, ở bên trong này thì mình thấy họ bán chim này các bạn. Đó, những chú chim mi. Ở đây thì đa số là họ bán họa mi thôi nhá các bạn nhá. Đó, chú nhá, con này mình bán bao tiền chú? 3 triệu con chim này. À, vâng, cảm ơn chú nhá. Wow, rất là nhiều chim mi. Một lồng, đó, như kiểu tòa nhà chung cư luôn. À, mỗi chú 1 ngàn. Này mang chim đi chọi à chú? Đẹp thật này các bạn. Đây các bạn là rất là nhiều chim nhá. Đó, mỗi phiên chợ đồng bào ở trên vùng cao này họ mang chim ra chợ để chọi này và để trao đổi buôn bán các bạn nhé. Đây mình quay lại toàn cảnh khu vực chợ trâu, chợ chim, chợ chó, chợ lợn cho các bạn xem này. Rất là đông nha, rộng lắm các bạn ạ. Bên trên này là khu vực trung tâm chính của chợ phiên này các bạn. Bên trên này thì có những cái gian hàng ẩm thực này rất là rộng nha các bạn nhé. Và những cái nông sản họ bày bán rất là nhiều. Ở khu vực này họ bán rượu này. Đó, rượu ngô ấy các bạn. Sơ uống được rượu không? Không. À, tưởng uống được rượu đi thử vài chén. Em sợ lắm. Chào cô nhá, nhiều rượu quá nhờ. Rượu ngô. Ở trên vùng cao họ chỉ nấu rượu ngô thôi các bạn. Và bên trong này là vài gian hàng thuốc này. Chào bác nhá. Đây khúc cây bổ máu này. Thuốc thôi. Đây là những cái khúc cây bổ máu để đun nước uống hoặc là ngâm rượu. Bác nào máu xấu thì dùng cái này rất là tốt nhá. Hai bác nào là chủ quán ạ? Chủ quầy này, bác ạ? Đấy là cây bổ máu này các bạn, đúng không ạ?
và dây bổ máu. Ừ. Còn cái này là dùng để xoa bóp chữa xương khớp ạ? À, thuốc chữa xương khớp này các bạn. Xương khớp. Đau chân, ví dụ em làm sao đau chân, đau tay, bôi cái này vào hả? Là khỏi đấy. À. Em tưởng uống. Xem. Uống cũng được đúng không ạ? À, uống hoặc là bôi. Nó rất là nhiều cách sử dụng. Các bạn ơi, hiện tại thì mình vừa vào đến khu vực gian hàng họ bán ẩm thực này. Bây giờ mình loanh quanh đi kiếm những cái món ăn sáng đó các bạn nhé. Những cái món ngon ăn sáng đó. Đây, hiện tại anh em mình ra chợ ẩm thực để ăn sáng nha các bạn nhé. Làm một con gà đen các bạn. Gà đen trên vùng cao thì rất là tuyệt vời. Họ thả chạy bộ ấy. Cô làm bán ở Xính Chén, Cán Cấu với lại chợ Si nhà cô nhỉ? Vâng. Gà đen thì mình bán thế nào? Con gà. Gà này đây đây mình bán thế nào đấy ạ? Bây giờ bán 40 Thế là 40.000 Thế là chợ thì họ bán thế nào? Hôm nay họ mang ra chợ bán không? Hôm nay có chợ gà đen không? Không có đâu. Dạ, không có à? Thế cô phải đi vào trong dân mua nhỉ? Gà trên này họ bán theo lạng cho các bạn nhé. Vừa trần xong các bạn, mình chơi bài trần trước khi chặt. Nhiều người thì kiểu chặt xong mới đi trần thì nó mất ngon các bạn ạ. Nó mất cái vị ngọt của con gà đi. Không có gì tuyệt vời bằng đi chợ phiên. Vâng. Phải chặt to ăn mới sướng. Không có gì tuyệt vời bằng đi chợ phiên đấy các bạn. Ăn bát phở chính tay đồng bào người dân ở trên vùng cao này, họ tự tráng. Ăn kèm với thịt gà đen và lợn đen bản nữa thì rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái này thì họ đa số là dùng bát thôi các bạn, không dùng đĩa đâu. Phần dao của bác hơi cùn rồi, chặt nhiều thịt quá. Các bạn ơi, mình và em Sơ lang thang ở chợ cũng rất là đói rồi, này ra ăn sáng. Đây bát gà đen mình vừa chặt này, đó, bát phở này. Ngon lắm. Ôi. Gà đen trên vùng cao thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Có gì lên trên Tây Bắc ấy thì hãy thưởng thức gà đen nhá, không là phí lắm đấy, ngon lắm đấy các bạn ơi. Gà họ thả chạy bộ rất là dai luôn nhá. Hôm nay mình chọn được cái quán rất là uy tín luôn đó. Nó dai quá. Các bạn ơi, bây giờ thì mình và em Sơ ăn sáng xong rồi tiếp tục đưa các bạn đi khám phá chợ phiên nhá. Mời các bạn ăn sáng của mình nhá. Các bạn ạ, mình và em Sơ vừa ăn sáng xong một bữa sáng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rất là ngon luôn mọi người. Bây giờ thì mình và em Sơ tiếp tục đưa các bạn đi trải nghiệm nhá. Đây các bạn ơi, đây cái chảo cái ốc đậu ấy. Đó, ốc đậu quên mất. Rất là tuyệt vời nhá, một trong những món ăn truyền thống của người Mông ở trên vùng cao. Ăn cùng với mèn mén là ngon. Như người ở trên em là cứ có công có việc là phải làm cái món này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đám cưới các thứ là cũng phải có. Phải có hết cái món này. Đúng món rồi. Đặc trưng ấy. Bây giờ anh em mình tiếp tục đi chơi chợ nhá. Đi. Giờ mình và em Sơ lang thang sang bên này để các bạn đi trải nghiệm nhá. Wow. Sao lại ôm hôn nhau giữa chợ này? À. Năm nay bao tuổi vậy em gái? Hả? À? 15 tuổi, con em trai này. Hả? 20. Lấy chưa? Lấy nhau chưa? Lấy rồi, 15 tuổi, lấy được năm chưa? Vừa lấy à? Vừa lấy tuổi. Được một tuần luôn hôm nay. Được một tuần rồi. Thế là mình quen nhau ở đâu? Quen ở tại chợ này luôn hay là thế nào? Quen trên Facebook à? À, quen trên Facebook. Thế nhà em gái cách nhà bạn trai này sao? 30 cây. Em ở chỗ nào? Thành phố. Em ở tận Thành phố. Thành phố Bắc Hà, con em trai này. Tả Văn Chư. Cũng là Bắc Hà đúng không?
Hôm nay là đưa vợ đi chơi. Đưa vợ đi chơi chợ nha. Trời ơi! Hai đứa này biết à? Về luôn đấy. Như cảm thấy em. Sao lại ôm nhau thế à? Ôm rồi về á? Đúng về. Đúng mẹ đâu? Mẹ nhà. Em đi làm gì? Em làm ở dưới Bắc Hà em. Thế à? Sao lấy chồng chưa? Chị B đúng không? Nó sắp lấy rồi anh ạ. Nó lấy thế nó lấy rồi. Coi lấy rồi. Hôm nay chợ rất là đông nha mọi người. Chợ phiên này rất là đông luôn các bạn. Người dân ở trên này họ tranh thủ với buổi phiên chợ, đi chợ mua hàng, tranh thủ đi chợ nông phụ và những cái đồ dùng tiêu phẩm để sử dụng trong một tuần các bạn. Các bạn ơi, mình và em Sơ lang thang ở trong kia, bây giờ ra khu vực quay ngoài này một chút cho các bạn cùng tham khảo nhé. Thôi mọi người ơi, đi hệt vòng của em luôn nhé. Đi hệt vòng của em nha, vòng của em nó còn tối hơn ý. Vòng ở Bắc Hà nó không có đâu, cái vòng này nó có mà không. Sử dụng mấy cái vòng này à? Nó không phải là mấy cái loại vòng giống y như này. Đây, khu vực ngoài này có khu vực họ bán bánh này các bạn. Thôi các bạn. Ăn bánh không? Em ăn bánh không? Lấy một ít. Lấy con này nha. Cái bánh cái bánh tím kia là bánh nếp cẩm à. Lấy cái này một tí. Còn cái hai thứ ạ. Lấy hai thứ nha. Lấy mấy thứ một túi. Lấy một cái ăn không biết vị nó như nào. Okay. Rồi cảm ơn cô nhá. Thì em Sơ và anh Lượng đã đưa tuần thầy quý vị đi lang thang một vòng chợ về. Như vậy thì hai anh mình xin kết thúc video tại đây và di chuyển về nhà nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhá. Một cái phiên chợ rất là thú vị các bạn ạ. Như vậy thì mình xin phép được gác máy và di chuyển về nhà đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá.